Thêm một lần nữa thì tình bạn Diệu Kỳ của Khoa Búp tiếp tục trở thành đề tài bàn tán xôn xao của tất cả mọi người. Sau khi mở đầu năm 2022, thì nam YouTuber nổi tiếng thị phi này đã vướng phải tin đồn tiếp tục nghỉ chơi với triệu phú Vương Phạm. Theo đó thì trên khắp các trang mạng xã hội rầm rộ thông tin Khoa Búp sau khi nghỉ chơi với Johnny Đặng đã tiếp tục cạch mặt với Vương Phạm. Và mới đây thì Vương Phạm đã có động thái đầu tiên sau khi nghi vấn lợi dụng Khoa Búp để bia. Theo đó thì vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 2022, Vương Phạm đã mở hàng kênh YouTube của mình bằng video Vương Phạm và Tía vào rừng đi dạo vô tình gặp Nai và cái kết. Sau thời gian dài bị netizen ném đá liên tục vì đăng vlog kêu gọi đầu tư, không tập trung vào lifestyle như trước, Vương Phạm đã trở lại và đăng một clip với nội dung như trước đây. Tuy nhiên thì vị triệu phú triệu đô này vẫn tiếp tục giữ vững thái độ im lặng bất chấp của việc netizen hỏi Vương Phạm việc Khoa Búp đang ở đâu. Động thái này của Vương Phạm càng khiến cho netizen thêm tò mò về tin đồn chàng trai này lợi dụng Khoa Búp để BR trên kênh YouTube. Được biết thì sau drama nghỉ chơi với Johnny Đặng, Vương Phạm chính là người hưởng lợi nhiều nhất trên kênh YouTube của anh này đã đạt ngưỡng 1 triệu lượt đăng ký. Tại diễn biến khác thì Khoa Búp đang bị đồn là trở về Việt Nam sau nhiều lần tranh cãi và đang ở Nha Trang để ở ẩn. Một lần nữa thì những lùm xùm xoay quanh bộ ba này vẫn đang thu hút tất cả mọi người, đặc biệt là fan của cả ba. Hãy cùng chờ xem những diễn biến mới nhất và tiếp theo của các nhân vật này nhé!